Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi toàn quốc, sẽ bàn đến những quyết sách quan trọng của các địa phương và của cả nước. Để Đại hội Đảng bộ các cấp triển khai đúng kế hoạch, đạt chất lượng, ngày 30 tháng 5 năm 2019, Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị 35 CTTVK về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đối với tỉnh Quảng Trị, công tác chỉ đạo chuẩn bị đại hội đang được cấp ủy các cấp tích cực triển khai thực hiện. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đảng, ngày 1 tháng 8 năm 2019, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đại hội Đảng bộ các cấp và yêu cầu cấp ủy các cấp chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Đây là những yếu tố vô cùng quan trọng để đảm bảo tổ chức đại hội đúng kế hoạch, lộ trình, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng nhiệm kỳ tới, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Xác định công tác chuẩn bị Đại hội Đảng có ý nghĩa quyết định đến thành công của đại hội. Trên cơ sở kế hoạch 141 của tỉnh ủy, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh ủy, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị 35, thành lập các tiểu ban và triển khai các bước chuẩn bị cho đại hội. Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã làm tốt công tác hướng dẫn, chủ động quán triệt, nghiên cứu triển khai chỉ thị 35, kết hợp quán triệt bài viết quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng để hướng dẫn, định hướng cho cấp ủy đảng triển khai thực hiện tốt chỉ thị 35. Từ đó giúp các cấp ủy đảng nhận thức đầy đủ về yêu cầu và nội dung của chỉ thị để triển khai đạt kết quả cao nhất, góp phần thành công cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Một trong những nội dung quan trọng của chỉ thị 35 CTTVK về Đại hội Đảng các cấp là xây dựng báo cáo chính trị của Ban chấp hành trình đại hội. Theo đó, Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu các cấp ủy đảng xây dựng báo cáo chính trị phải đánh giá đúng thực chất, trung thực, khách quan và toàn diện tình hình thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước của các cơ quan, đơn vị và địa phương, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới phải sát với thực tế của các địa phương, cơ quan, đơn vị có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả. Hiện nay, huyện Hải Lăng đã quán triệt tinh thần của chỉ thị 35, kế hoạch 141 của tỉnh ủy đến các đảng bộ để triển khai thực hiện. Thì để cho cái hoạt động này có hiệu quả, nhất là trong công tác chuẩn bị báo cáo chính trị, thì đối với huyện Hải Lăng chúng tôi, thì chúng tôi quán triệt 6 cái nguyên tắc của chỉ thị và 6 cái nội dung cơ bản mà chỉ thị đã xác định. Trên tinh thần cái kế hoạch của tỉnh ủy để triển khai thực hiện, thì chúng tôi đánh giá lại tình hình thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 15. Trên tinh thần rà soát, đánh giá các cái nghị quyết, các chương trình, các cái kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết chỉ thị của cấp trên và tình hình của địa phương, để rồi qua đó rút ra được những cái điểm hạn chế, những cái khó khăn trong nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm để có cái hướng lãnh và chỉ đạo cho nhiệm kỳ tới. Để Đại hội Đảng các cấp thành công, lựa chọn được các cấp ủy đủ năng lực để lãnh đạo Đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị khóa mới, thì công tác chuẩn bị phải thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương là kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Trong công tác chuẩn bị nhân sự, phải giới thiệu người tham gia cấp ủy là những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng, nhất là các cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, dân chủ, khách quan và minh bạch. Kiên quyết không để các trường hợp cơ hội, bè phái, chạy chức, chạy quyền lọt vào cấp ủy các cấp. Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, nhất là người đứng đầu. Chọn ra được những cấp ủy nhiệm kỳ mới đủ phẩm chất và uy tín, thực sự trong sạch, vững mạnh, có đủ năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. Trong công tác chuẩn bị nhân sự, các cấp ủy cần chú ý các nội dung sau.
Một là phải quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc hai trọng tâm, năm đột phá mà nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 đã đề ra, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình về công tác nhân sự nếu trong chỉ thị của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban tổ chức Trung đảng cũng như của cấp ủy cấp trên trực tiếp. Hai là phải làm tốt công tác nhận xét đánh giá cán bộ theo tiêu chí cụ thể bằng sản phẩm, có khảo sát gắn kết quả cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị. Ba là phải làm tốt công tác nhân sự cấp ủy một cách thận trọng, chặt chẽ, khách quan, minh bạch, dân chủ, song với đúng người, đúng việc, quan tâm chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy ở các chi bộ, thôn, bản, khu phố, đảng bộ xã thuộc diện sáp nhập, vì đây là thời điểm rất quan trọng và nhạy cảm trong công tác tổ chức cán bộ. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp, phải coi trọng lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan và đơn vị, trong đó chỉ đạo thực hiện tốt việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và thôn bản, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, xử lý kịp thời và hiệu quả những hạn chế bất cập, yếu kém, những vấn đề nổi cộm gây bức xúc cho đảng viên và nhân dân. Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh kiện toàn xong bộ máy vừa tiến hành công tác chỉ đạo đại hội, đồng thời tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Ban chấp hành, Ban thường vụ đảng bộ mới, sau khi có quyết định chỉ định của Ban thường vụ tỉnh ủy, thì chúng tôi tiến hành xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa cùng với toàn đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan đơn vị năm 2019 đã đề ra. Gắn với việc đó là cái việc thực hiện cả cái nội dung cam kết của đảng ủy khối rồi của các sở ban ngành với Ban thường vụ tỉnh ủy năm 2019, để đồng thời là ra soát cả cái chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra nhiệm kỳ 2025, để chuẩn bị cho cái việc triển khai thực hiện chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13. Nhằm góp phần để đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh triển khai đúng kế hoạch, thành công tốt đẹp, cấp ủy đảng các cấp cùng cả hệ thống chính trị tăng cường công tác tuyên truyền vận động quần chúng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước với những việc làm thiết thực, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù và những phần tử cơ hội chính trị và bất mãn, đấu tranh với những thông tin xấu, thông tin độc, xuyên tạc, đơn thư nặc danh liên quan đến công tác nhân sự. Công tác tuyên truyền có vai trò hết sức quan trọng trong cả trước, trong và sau đại hội. Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã tham mưu Ban thường vụ tỉnh ủy cũng đồng thời hướng dẫn các cấp ủy đảng, các sở ban ngành và các cơ quan truyền thông đại chúng triển khai đồng loạt các hoạt động tuyên truyền để làm tốt các nội dung công việc cần triển khai trong thời gian trước đại hội các cấp. Theo đó, thứ nhất, tuyên truyền về ý nghĩa, yêu cầu và tầm quan trọng của đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, và đặc biệt là 6 cái nội dung yêu cầu mà chỉ thị 35 đã đề ra. Thứ hai là tuyên truyền về những kết quả, những thành tựu mà đất nước ta, tỉnh ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới và hội nhập, và đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2015-2020. Bên cạnh công tác chuẩn bị thật chu đáo, cấp ủy các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện, đặc biệt là tuân thủ kế hoạch và lộ trình tỉnh ủy Quảng Trị ban hành. Để tổ chức đại hội đảng các cấp thành công tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, theo tôi, trong thời gian tới, các cấp ủy cần tập trung các nội dung sau. Một là phải tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động, tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề mà cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân quan tâm, nhằm tạo sự thống nhất trong toàn đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Hai là lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghị quyết của Trung ương và chương trình hành động của tỉnh ủy về xây dựng và chỉnh đốn đảng, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc
chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Ba là phải làm tốt công tác chuẩn bị dự thảo văn kiện của cấp ủy trình đại hội theo hướng là đánh giá đúng thực chất, trung thực, chính xác kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua, chỉ ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc toàn diện, đồng thời quán triệt các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu trong dự thảo văn kiện đại hội 13 của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới và trong thời gian dài hơn. Bốn là tích cực chủ động chuẩn bị công tác nhân sự cấp ủy, đảm bảo thành công đại hội đảng bộ các cấp. Đại hội đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi của cả nước. Việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp ở tỉnh Quảng Trị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy đảng xuyên suốt từ đây cho đến hết năm 2020. Theo đó, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy tổ chức đảng, chưa hết là người đứng đầu, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với đảng, tạo tiền đề để đại hội đảng các cấp thành công tốt đẹp. Chuyên mục xây dựng đảng đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.